Conan chưa phải là nhân vật thông minh nhất truyện, quá bất ngờ với vị trí top 1. Thám tử lừng danh Conan là tác phẩm manga với đề tài trinh thám thành công nhất của xứ sở mặt trời mọc. Chính vì vậy, bộ truyện này có vô số nhân vật thông minh, kể cả chính diện hay phản diện. Khi nhắc đến người thông minh nhất, có lẽ hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến nam chính Shinichi Kudo. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Sau đây là top 5 nhân vật thông minh nhất bộ truyện mà tác giả đã khẳng định thông qua các buổi phỏng vấn. Vị trí thứ 5, Kogoro Mori. Là ông chủ kiêm thám tử duy nhất của văn phòng thám tử Mori, ông chú Kogoro Mori thoạt nhìn luôn có dáng vẻ mơ hồ ngốc nghếch, nhưng vào thời khắc quan trọng luôn phát huy được năng lực tiềm tàng của bản thân. Ví dụ như trong mấy vụ án, sau khi đụng vào đầu, ông luôn phát huy được năng lực trinh thám của mình, đồng thời bị Conan bắn thuốc gây mê bao nhiêu lần mà IQ vẫn không thoái hóa. Nhiều người đánh giá ông Mori thực ra cũng không phải người ngốc nghếch như bề ngoài, không chỉ IQ cao mà sức khỏe cũng không phải dạng vừa đâu. Vị trí thứ 4, Shuichi Akai. Không phải là một trong mà Akai chính là thành viên xuất sắc nhất của FBI Nhật Bản và được cài vào tổ chức áo đen để thực hiện nhiệm vụ. Trong một số vụ án, anh không vì bề ngoài Conan còn là một cậu bé mà ngó lơ năng lực của cậu. Ngược lại còn hợp tác với Conan cực kỳ hiệu quả. Trong quá trình đối đầu lại tổ chức áo đen thì độc giả càng được chứng kiến IQ cũng như năng lực vượt xa người thường của Shuichi Akai. Vị trí thứ 3, Shinichi Kudo. Là nhân vật chính của thám tử lừng danh Conan, do đụng phải người của tổ chức áo đen nên bị ép uống thuốc độc, teo nhỏ thành Edogawa Conan. Chắc chắn nhiều người sẽ la ó vì tại sao Shinichi chỉ xếp ở vị trí thứ 3. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong bộ truyện này có nhiều nhân vật có khả năng và trí tuệ tốt hơn Conan rất nhiều. Tác giả của bộ truyện đã khẳng định điều đó. Vị trí thứ 2, Kuroba Kaito. Rất nhiều người thắc mắc tại sao siêu trộm Kid lại có thể thông minh hơn được Shinichi, vì lần nào cậu cũng suýt thua dưới tay của Shinichi. Nhưng phải chú ý một điều là lần nào cậu cũng thoát thân thành công, cho dù đích thân Conan ra mặt nhưng cũng chưa bao giờ thất thủ. Sau khi nghiệm chứng thật giả của Kim Cương là cậu đã chọn xong đường thoát thân an toàn, có mấy lần thoạt nhìn suýt bị Conan bắt nhưng cuối cùng vẫn lọt lưới. Điều này đủ để chứng minh năng lực của cậu không hề tầm thường. Và vị trí thứ nhất, Yusaku Kudo. Là bố của nhân vật chính, Yusaku Kudo cũng là một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng thế giới. Mỗi lần ông xuất hiện thì các vụ án đều được giải quyết vô cùng nhanh chóng. Thậm chí tốc độ và hiệu suất phá án còn hơn cả Conan. Conan tuy giỏi nhưng thực ra còn rất nhiều điều phải học tập từ bố mình. Vì theo di truyền học, có lẽ bộ óc thông minh của Conan cũng được thừa kế từ bố mình mà thôi. Trên đây là top 5 nhân vật thông minh nhất thám tử lừng danh Conan. Các bạn là fan hâm mộ của nhân vật nào? Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách comment vào phần dưới của bài viết nhé!